Galaxy Z2 Pro thuộc phân khúc smartphone phổ thông tiếp nối thành công của dòng Z series và đem lại nhiều tính năng chất lượng. Galaxy Z2 Pro nổi bật với thiết kế kim loại sang trọng, khác biệt so với các sản phẩm cùng phân khúc với chất liệu chủ đạo bằng vỏ nhựa. Galaxy Z2 Pro được mở bán trên toàn quốc với 3 phiên bản màu sắc: xanh ánh bạc thời thượng, đen huyền bí mạnh mẽ và vàng ánh kim sang trọng. Màn hình của Galaxy Z2 Pro có kích thước 5 inch và sử dụng tấm nền Super AMOLED. Đây là một ưu điểm lớn đối với một sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông như Galaxy Z2 Pro. Galaxy Z2 Pro được trang bị camera trước 5 megapixel, khẩu độ f/2.2 và đèn flash LED giúp chụp ảnh selfie chất lượng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Camera trước của Galaxy Z2 Pro còn có một số tính năng đặc biệt như chụp ảnh góc rộng, chế độ làm đẹp tự nhiên, khởi động nhanh cực kỳ tiện lợi. Bên cạnh đó, camera sau có độ phân giải 8 megapixel, khẩu độ f/2.2. Máy được trang bị bộ vi series Snapdragon 425 và bộ nhớ RAM 1.5GB. Hệ điều hành được cài sẵn cực kỳ đặc biệt chính là Android 7.0 Nougat với giao diện Samsung Experience mới nhất. Samsung mở bán Galaxy Z2 Pro giúp người dùng có thêm sự lựa chọn với một sản phẩm chất lượng cùng mức giá vô cùng phải chăng. Bạn cũng có thể tìm mua sản phẩm này tại hệ thống Viettel Store với mức giá 3.290.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng khi mua Galaxy Z2 Pro trong thời điểm này còn được tặng một lốc bia Mỹ Budweiser đẳng cấp và có cơ hội trúng 1.000 sổ tiết kiệm trị giá lên tới 1 tỷ đồng. Hãy đến ngay các siêu thị Viettel Store nơi gần nhất hoặc truy cập website viettelstore.vn để trải nghiệm và biết thêm thông tin về sản phẩm các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.